Tôi sinh ra và lớn lên ở Vũ Bản, Nam Định. Hồi tôi còn bé, quê tôi nghèo lắm. Ông nội vượt đất ruộng, xây cho gia đình tôi một cái nhà ra ở riêng. Nhà xây còn chưa xong, còn chưa có cửa, chưa chát xi măng, tường rào và cái cổng còn chưa làm thì ông nội đã ốm đến không dậy nổi. Cầm cự được đâu mấy tháng thì ông mất. Lúc đó tôi mới có 5 tuổi, em trai cũng mới sinh được nửa năm. Tôi vẫn chưa hiểu cái gì là tử vong. Khi ông mất, tôi ngơ ngác nhìn người ta thổi kèn đánh trống. Mẹ tôi cùng các bác các thím khóc đến ngất đi bên cái hộp gỗ. Ông tôi hiền lành nên mọi người yêu mến lắm. Tôi đi theo xe đò đi ra nghĩa địa. Ở quê tôi người ta gọi là đồng hống. Tôi thấy bố tôi, bác tôi, chú tôi vừa đào hố vừa khóc. Rồi mọi người khiêng cái hộp gỗ có ông tôi thả xuống. Tôi ngơ ngác nhìn ông tôi đứng bên bờ ruộng, cúi đầu nhìn chằm chằm cái hố. Rồi ông ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Gương mặt ông tôi xám trắng. Lúc nhìn đến tôi ông cười thật tươi. Tôi cảm thấy có gì đó bận bận trong mắt mình. Đưa tay dụi một cái, ngẩng lên không thấy ông đâu nữa. Tôi nhìn thấy mọi người bắt đầu bốc đất ném xuống dưới hố. Bà cô trong họ bảo tôi: "Nào, đi tiễn ông con một đoạn đi." Bà cầm tay tôi, hướng dẫn tôi bốc một nắm đất nhỏ. Tôi đột nhiên khóc thét lên, gào lớn: "Không ném, không ném, cháu muốn ông cơ, ông ơi." Bà cô vội vàng bế tôi lên, tôi giãy giụa đến lợi hại. Mọi người thúc giục: "Mau mau bế con bé về." Bà vội vàng bế tôi chạy về. Vừa đi tôi vừa giãy giụa gào đến tắt cả tiếng. Có người nhìn thấy bảo: "Nó biết ông nó chết rồi." Đó là lần đầu tiên tôi biết cái gì gọi là chết, là không bao giờ trở lại nữa. Đó là ký ức rõ nét nhất khi ở tuổi ấy của tôi. Trẻ con khóc nhanh, quên cũng nhanh. Nhà tôi nghèo lắm. Bố mẹ làm việc cật lực mới đủ nuôi chị em tôi. Đêm nào bố mẹ cũng đi kéo lưới đến 2-3 giờ sáng mới về. Chị em chúng tôi được bà nội trông. Nhà tôi vẫn chưa có cổng. Phải nói là ngoại trừ nhà tôi thì xung quanh chẳng có ngôi nhà nào cả. Tôi nghe bà nội hay kể với mấy bà trong làng. Đêm qua nó lại đứng ở ngoài đường gọi tôi đến thở cũng không dám thở. Ấy, bà đừng có mà ra ngoài cũng đừng có mà trả lời nghe chưa, không là nó bắt đi đấy. Tôi nghe mà vẫn chưa hình dung ra được nó là cái gì. Tôi lên 8 tuổi, biết nấu cơm, biết hái rau giặt quần áo rồi. Bây giờ tụi nhỏ bằng tuổi tôi thời ấy, khéo vẫn còn không biết lọ mắm lọ muối như thế nào đâu nhỉ. Nhà tôi cuối cùng cũng có cổng. Bố mẹ tôi ban ngày đi chở gạch thuê, buổi tối lại đi kéo lưới. Kéo dọc con sông ven làng. Nếu kéo ngược dòng thì càng được nhiều cá. Nhưng mà cái lưới nó nặng lắm luôn. Tôi ngủ đến tầm 2 giờ sáng liền dụi mắt nhập nhèm ngồi ở bờ hiên, thắp đèn dầu chờ bố mẹ về để mở cửa. Ông Bảy đi đâu đó về ngang qua, thấy tôi thì bảo: "Này, chờ bố mẹ hả cháu? Bố mẹ mày đang thu lưới sắp về rồi đấy." "Vâng, ông Bảy bắt được nhiều cá không?" "Có." "Ha ha, mai bảo mẹ có ăn cá chuối thì ra nhà ông nhá." Ông bắt được 7-8 con nào con nấy to tướng, chắc phải hơn 1 cân đấy. "Oa, to thế." Tôi thốt lên thán phục. Ngày ấy, cá sông mà được hơn cân 1 con là to lắm. Ít người bắt được cá to như thế chứ đừng nói bắt được 7-8 con. Ông Bảy vừa cười vừa đi về. Xung quanh nhà tôi đã có thêm 2-3 căn nhà nữa. Không đến nỗi mình nhà tôi chơi chọi như mấy năm trước. Bố mẹ tôi chở lưới trên cái xe thồ về. Tôi chạy vội ra mở cửa. Bà nội đang cho em ngủ cũng đặt em đấy. Rồi đi ra thắp thêm 2 ngọn đèn nữa cho sáng. Nhà tôi vẫn chưa lắp được điện. Bố bảo mấy hôm nữa công ty điện lực làm cột điện ở chỗ chúng tôi rồi. Không cần phải dùng đèn dầu nữa. Bố mẹ tôi trông không được vui. Tôi nhìn cái rổ to có vài con cá rô lít nhít liền biết hôm nay nhà tôi không thu hoạch được nhiều lắm. Kéo lưới ấy à, may mắn thì được mớ cá mớ tôm ngon, còn không thì chỉ toàn rong rêu. Mẹ đổ túi rêu chưa nhặt ra, tôi và bà nội cầm giá ra bới. Được một ít tép, chắc bán được 500 đồng. Tôi chẹp miệng bảo: "Nhà ông Bảy sướng cực, ông ý bắt được 7-8 con cá chuối to, hơn cân 1 con ấy bố." "Thế á? Chắc ông ý gặp may. Mai mẹ mày mang mớ tép với quả mít sang, đổi lấy con cá nhỏ nhỏ về kho cho bọn trẻ con nó ăn." Tôi nghe mà tứa nước miếng. Bà nội lại bảo: Mấy hôm nay nước to ngập bờ lấy đâu ra nhiều cá chuối thế? Có mà cá ma. Thì mai cứ thử sang xem sao. Tôi chấm hỏi đầy đầu. Giờ ngẫm lại chắc ngày đó ý bà tôi nói là ông ấy bốc phét. Nhặt xong rêu xong bà cháu tôi rửa tay đi ngủ. Mẹ thì đem mớ cá rô với ít cá vụn mang ra chợ bán. Ngày đó họp chợ sớm mà. Tôi ngủ đến hơn 5 giờ thì dậy. Vừa ngáp vừa quét sân. Quét ra đến cổng thì gặp mấy bà trong làng. Tôi chào mà mấy bà ý mải buôn. Chả thèm trả lời tôi luôn. Mấy bà không biết đâu. Toàn rẻ là rẻ. Làm mẹ gì có con cá chuối nào. Tôi thấy là bị thằng nào ăn trộm cá. Xong nó nhét rẻ vào cho tức chết rồi. Này tôi thấy có khi bị ma trêu rồi. Tôi nắm cây chổi chống lên cằm nghĩ nghĩ. Cá chuối à? Chắc mấy bà ý đang nói về nhà ông Bảy nhỉ. Mẹ tôi cũng về rồi. Vừa đi vừa trâu đầu ghé tay với bác Hoan hàng xóm. Tôi hoan hô mẹ đã về. Dướn cổ dòm vào trong rổ. Trống không. Mẹ, cá chuối đâu? Chuối cái gì mà chuối? Toàn rẻ lau. Ồ, xem ra tôi đoán đúng rồi. Mấy bà lúc nãy nói về nhà ông Bảy đây mà. Bác Hoan nói với mẹ tôi. Ôi thím thấy không? Mặt lão Bảy xanh như tàu lá chuối ấy. Chứ còn gì nữa. Đi đánh đó cả đêm được mấy con cá. Chả biết người làm hay ma làm. Chuyện buôn dưa lê thì nhiều lắm. Chuyện nhà ông Bảy chỉ hót có một hôm rồi mấy hôm sau chẳng ai nhắc đến nữa. Hôm ấy, anh Phương con nhà bác cả rủ tôi ra ruộng bắt cua. Tôi ngu khoản này dã man. Người ta cho tay hay cho cái móc vào. Khêu khêu vài cái ra con cua. Tôi thì chọc vào là xé con cua ra làm hai nửa. Chúng tôi đi đến bờ cánh đồng sâm. Thì gặp ông Bảy đang ngồi bên bờ ruộng. Đi qua chào. Thì ổng chả thèm ư hứ gì. Cũng chả buồn ngoái lại nhìn chúng tôi. Tôi còn định hỏi sao mấy nay không thấy ông đi bắt cá thì thằng anh họ tôi kéo tay tôi chạy thục mạng. Chả hiểu nó bị làm sao luôn. Này, Hồng, anh sao thế? Đờ mờ, mày không thấy à? Ông ý có bóng đếch đâu. Anh điên à? Ma chỉ có buổi tối thôi chứ ban ngày ban mặt lấy đâu ra. Đờ mờ bố nói điêu bố làm con mày. Tôi không tin quay lại thử nhìn xem. Nào còn bóng dáng ông Bảy nữa. Tôi bỗng nhiên rùng mình. Cảm thấy hơi buồn đi vệ sinh. Tôi với lão Phương hét ầm lên co giò chạy té khói. Về đến đầu làng thấy người lớn chạy xi xao về một hướng. Vừa chạy vừa bảo nhau. Chết bao giờ thế? Ai mà biết được. Tôi với lão Phương nhìn nhau. Đi theo xem sao đi. Hai đứa lon ton chạy theo. Ra đến bờ sông thấy mọi người đang túm tụm lại chỉ trỏ. Tôi loáng thoáng thấy mấy cái nơm của ông Bảy nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Toàn người là người không xem được gì cả. Hai đứa bèn chui qua chân bọn họ. Vừa với ngó được có người nổi trên mặt nước. Chưa nhìn kỹ gáy đã bị túm lấy. Bố tôi hùng hổ xách cổ hai đứa tụi tôi lôi về nhà. Chửi cho một trận rồi khóa cổng không cho ra. Tức ói máu. Hôm sau tụi tôi đang chơi gần gốc đang nghe thấy mấy bà trong làng đang thì thầm chuyện hôm qua. Bèn giả vờ chơi tìm tổ tò vò. Len lén sát lại gần nghe ngóng. Ôi giời ơi, ghê lắm. Mắt lão ý trợn to như thế này. Lười thẻ ra. Tôi nhìn một cái mà đêm qua mơ thấy ác mộng luôn. Chả thế thì không à. Này nhớ, tôi đã bảo là hôm nọ lão Bảy bị ma trêu mà. Bà có thấy không? Tay chân lão bị cột rẻ. Cổ cũng bị rẻ buộc chặt. Lúc tháo ra tôi đếm được đúng 7 cái luôn. Chắc lão ý chết từ đêm hôm kia rồi. Chết đúng cái chỗ hôm nọ lão bắt được cá luôn. Tôi với lão Phương nhìn nhau. Tóc gáy dựng đứng. Ông Bảy chết từ đêm hôm kia rồi. Thế thì buổi sáng hôm qua chúng tôi nhìn thấy ma thật rồi. Tụi tôi vội về nhà vặt trụi cả cây bưởi nhà bác cả. Hai đứa đun nước lên xong đổ ra thau ngồi thu lu trong ấy. Bác cả về thấy cái cây bưởi mới trồng tan hoang thì chửi ầm lên. Bố tôi kéo tay tôi lôi sềnh sệt ra nằm úp sấp trên giường đánh cho một trận như tử. Tôi yếu ớt thều thào. Bố ơi, sáng hôm qua bọn con gặp ông Bảy. Bố tôi vội vàng bịt chặt mồm tôi lại. Câm mồm, không được nói. Chập tối hôm đó bố tôi rải gạo với muối quanh nhà. Đặt con dao với bó tỏi ở đầu giường. Dặn dò tôi có ai gọi cũng không được thưa. Đêm hôm đó tôi ngủ mà cứ chập chờn, lúc tỉnh lúc mê. Nghe loáng thoáng có người gọi tên mình. Định há mồm ra đáp thì nhớ lời bố dặn vội vàng câm họng lại. Tiếng người cứ ở bên tai tôi thì thào. lặp đi lặp lại. Cá rẻ lau, cá rẻ lau. Mùa hè năm tôi 11 tuổi, đám trẻ con trong xóm chúng tôi rủ nhau đi xúc cua. Chính là đem cái giá hay cái rổ mắt nhỏ, luồn xuống dưới lớp bèo rũ rũ xong nhấc lên ấy. Phải lội đến ngang bụng mới bắt được nhiều. Tôi bắt được nhiều cua lắm, mà trời vẫn còn sớm, nên đi ra mấy cái cóc bờ ao với kè sông bắt ít ốc. Ông Thọ đi chăn bò về, con bê con của ông ấy ngứa cẳng đá đổ xô cua của tôi, còn dẫm nát mấy con nữa. Tôi cáu quá chửi om sòm lên, ông ấy còn cười ha ha bảo, ối rồi ôi con gái con đứa mà gớm chưa. Thôi, ý tao đền cho quả trứng, sang nhà bác mà lấy. Nói xong ông ấy dắt bò đi về. Tôi hậm hực nhặt của vào xô, may mà chỉ mất có ít chứ mất nhiều. Chắc tôi đào mà tổ nhà ông ý lên mà chửi. Tôi bắt được lưng giá ốc thì trời cũng tắt nắng. Xách cua với ốc đi về, tắm tát thay quần áo xong tôi chạy ù sang nhà ông Thọ đòi trứng. Ông ấy chỉ cái rổ trứng vịt bảo, đấy bác đền cho 2 quả, cầm về luộc mà ăn. Tôi nhặt 2 quả trứng nhỏ, mấy con cua bé tẹo của tôi làm gì được 2 quả trứng. Ông ý cho tôi thôi, lấy 2 quả to to vào về luộc 2 chị em ăn. Thôi bác ạ, cháu chả thích trứng to, trứng nhỏ ăn thơm hơn. Ông ý phá lên cười hình hệch, rồi lại bảo tôi, này, sau này đi bắt cua, mà lỡ có bắt được con cua có mắt đỏ, thì phải chạy đi nghe không. Về tắm lá bưởi, ăn tỏi sống vào, trai 7 gái 9. Sao thế hả bác? Ông ý xua tay không trả lời, tôi đuổi tôi về. Mắt thấy sắp đến giờ nấu cơm, không về chắc ăn no đòn. Tôi đành chậc lưỡi chạy về. Thôi để hỏi sau vậy. Bà ơi, bà biết cua mắt đỏ không? Bà đang may cái áo quay sang hỏi, ai nói cho con biết mà hỏi. Tôi không hiểu vì sao nhưng vẫn nói, ông Thọ ạ, ông ý bảo con đi bắt cua, nếu có bắt phải cua mắt đỏ thì phải chạy, về nhà tắm lá bưởi còn ăn tỏi sống nữa. Bà nội trầm ngâm, đem mũi kim mài mài lên tóc. Cua mắt đỏ người ta gọi là cua quỷ. Cua quỷ? Ừ, mày biết cái nhà để hoang ở chỗ Đồng Đa không? Có ạ, ngày nào cháu chả đi chăn bò qua đấy. Đấy là nhà của ông Năm. Nhà ông ý dọn đi nơi khác hơn 20 năm rồi, chắc 23 năm có thừa ấy, nên mấy đứa không biết ông ý đâu. Bà kể cho tôi nghe câu chuyện xảy ra vào 23 năm trước. Năm đó xã tôi vẫn còn nghèo rớt mùng tơi, muốn mua muốn bán gì phải đi ra tận chợ huyện, cách cả 10 cây số ấy. Mà ngày ấy nhà nào có điều kiện lắm mới có con xe đạp Phượng Hoàng, còn đâu toàn xe thổ hay gánh đòn gánh mà đi thôi. Chợ huyện họp sớm, trưa sáng đã tan rồi, đến muộn thì mua với bán cho ai. Thế là mọi người toàn phải rủ nhau đi từ 11 giờ đêm ấy. Nhà ông Năm thuộc dạng khá giả, có cái xe Phượng Hoàng cũ. Ông ý hay chở ngô non lên chợ huyện bán. Hôm đó ngô ngon mọi người tranh nhau mua đến khoảng 3 giờ sáng là hết. Ông Năm không đợi mọi người về cùng mà về trước một mình. Đi về qua cánh đồng thôn lời, thì gặp một người đàn bà đang lúi húi bắt cua. Ông Năm bèn xuống xe hỏi, chị gì đó ơi, bắt được nhiều cua không? Bán cho tôi mấy con. Người đàn bà ngẩng đầu lên, đăm đăm nhìn ông ta. Đôi mắt trong bóng đêm, dưới ánh đèn măng sông như than đá đen, nhìn đến mức ông ta rợn tóc gáy. Đang tính tháo chạy, thì bà ta cười hì hì, bảo, có, em bắt được lưng giỏ rồi đây, bác mua nhiều không? Ông Năm thở hắt ra, khiếp, chị làm tôi sợ muốn chết, cứ tưởng gặp ma. Nhặt cho tôi khoảng 30 con, to to tí về rang muối nhắm rượu. Vâng, bác đem bị đây em nhặt cho. Bà ta thò tay vào giỏ, nhặt bỏ vào bị của ông Năm đúng 30 con cua, con nào con nấy to đùng, phải bằng 3 ngón tay chụm lại. Úi, cua to thật đấy, mà cái giỏ của chị trông bé tí, mà đựng được nhiều cua thế nhỉ. Người đàn bà cười cười không nói, đưa lại cái bị cho ông Năm. Chị lấy bao nhiêu tiền thế? Em lấy bác 2.000. Ông Năm móc túi đưa 2.000 đồng cho bà ta, chào hỏi rồi đi về. Trước khi đi còn không quên thắt chặt cái bị để cua khỏi bò ra ngoài. Đi được một đoạn thì ông Sơn cũng phóng xe về đến gần. Bác năm nay về sớm thế. Ừ chú cũng về sớm thế còn gì. Vâng, nay em có ít đồ nên về sớm. Bác có cái gì mà buộc bị chặt thế? Vừa mua được mớ cua của cái chị đang bắt ở dưới kia. Thế chú không mua à? Chị nào, em có thấy ai đâu. Thế chắc người ta đi sang bên kia bờ rồi nên chú không thấy. Cua to lắm, chưa về tôi rang muối chú sang làm vài chén nhá. Được, thế thì còn gì bằng. Em còn ít rượu đế, trưa nay em mang sang. Ông Năm về đến nhà, bà Năm ra mở cổng. Ông Năm đưa bà cái bị bảo bà đổ cua ra cái thau nhôm, lấy cái sàng đậy kín vào kẻo cua bỏ đi mất. Còn ông cất xe vào mái hiên, rửa chân tay mặt mũi, vào rít điếu thuốc lào rồi lên giường đi ngủ. Bà Năm đổ cua ra chậu, mấy con cua không bò lung tung, mà con này cuốn lấy con kia thành một cục, đám chân ngọ ngậy, trông như một đống run đất bò cùng một chỗ. Không hiểu sao bà có cảm giác rùng mình, vội lấy cái sàng đậy lại, rồi đặt hòn gạch lên trên. Sáng hôm sau, ông Năm gỡ cái sàng ra, định lấy cua đi ngâm cho ra đất, thì thấy còn mỗi một con. Ông tức tối chạy ra ruộng ngô chửi bà Năm một trận té tát. Kệ bà Năm biện giải thế nào, ông vẫn chửi từ ngoài đồng về đến nhà. Ông Sơn mang bình rượu sang đến nơi, thấy thế liền hỏi: sao thế bác Năm? Mẹ nó chứ, có mấy con cua cũng đẩy không hẳn hoi nó bỏ đi hết mẹ nó rồi, mất mẹ nó 2000 bạc. Thế không còn con nào à bác? Còn có mỗi một con thì ăn uống đếch gì. Thôi bác bớt nóng, cua bỏ đi rồi chả bắt lại được. Em mang rượu sang, rồi anh em mình nướng tí cá khô lên nhắm xuông vậy. Ông Năm cũng không nói gì nữa. Về nhà thấy con cua cuối cùng cũng mất nốt, chắc hồi nãy tức quá quên không đậy cái sàng lại. Ông bèn lấy cái mớ cá khô trên gác bếp mang ra ngoài sân bắc cái bếp than củi. Hai ông vừa ăn vừa uống rượu. Gần trưa con trai ông Năm vác cuốc đi về. Bố ạ, chú Sơn. Ừ, Trường đi làm về hả cháu? Trai lớn rồi bao giờ cho các chú uống chén rượu mừng đấy. Cháu mới 17 tuổi thôi, lấy vợ sớm làm gì chú? Anh vừa cười vừa đặt cái cuốc xuống sân giếng, múc nước lên rửa chân. Đang đổ nước vào chân, chợt thấy có gì bò trên chân anh, hét toáng lên, xong vớ lấy cái cuốc, bổ lên cái con vật đen xì vừa bị anh hất ra. Sao đấy? Làm sao? Ông Năm với ông Sơn quăng chén rượu, chạy vội ra sân giếng, thì thấy anh Trường ngồi phết dưới đất thở hổn hển. Ông Năm vội vã hỏi con: Trường, làm sao đấy con? Bố, cái con kia là cái con gì thế? Ông Sơn lại gần cái xác màu đen, nhìn ngó một hồi. Cua, bác Năm, cua bác mua to thế này cơ à? Ông Năm nhìn xác con cua bị bổ làm hai nửa mà sững sờ. Cua ông mua chỉ to khoảng 3 ngón tay thôi. Cái con trước mắt này phải to bằng bàn tay ông xòe ra. Sao em cứ thấy nó lạ lạ thế nào ý bác ạ? Ông Sơn nói xong liền bẻ cái que tre làm dàn mướp, gẩy xác con cua. Từ chỗ bị bổ đôi chảy ra cái gì đó đỏ hon hòn, còn nhầy nhầy như óc lợn, khiến ba người lợm giọng muốn nôn. Anh Trường cứ có cảm giác từng đợt gió lạnh lùa vào từng chân tơ kẽ tóc, ra khắp người nổi gai. Ông Sơn bảo: cái thứ này kỳ quái, tốt nhất là đem vứt đi. Ông Năm gật đầu, đỡ con trai ngồi dậy để anh ngồi ở cái chõng ngoài hiên, rồi lấy cái cuốc gạt xác con cua ném ra ngoài mương nước sau nhà. Xảy ra chuyện như vậy, chả ai còn tâm trạng đâu mà rượu với chè nữa. Bà tôi dừng lại một chút uống nước lấy hơi. Tôi thúc giục: sao nữa hả bà? Bà mau kể nốt đi. Ừ, ai mà ngờ được đêm hôm đó liền xảy ra chuyện. Ông bà Năm dậy lúc 10 giờ tối chuẩn bị chở ngô ra chợ huyện bán. Lúc cầm đèn ra sân mở cổng, bà Năm vấp phải cái gì ngã lăn ra. Cái đèn lăn vào đống lá bạch đàn khô góc sân, bùng cháy lên. Ông Năm đang lúi húi dắt xe nhìn thấy, đang định chửi thì nhìn thấy thứ nằm ở giữa sân. Bà Năm cũng quay lại nhìn xem mình vấp phải thứ gì, vừa nhìn liền hét toáng lên. Thứ nằm giữa sân là một cái xác người, bị phân làm đôi, máu tươi lênh láng. Đống lá cây bắt lửa càng lúc càng sáng bùng lên. Ông bà nhìn rõ người nằm giữa sân, chẳng phải thằng Trường con ông bà thì ai. Ông Năm ngã khuỵu trước bậc hiên, còn bà Năm chỉ kịp hét lên: Trường con ơi, rồi cũng ngất đi. Hàng xóm nghe tiếng la, lại thấy ánh lửa, lại tưởng có cháy, liền hô hào nhau mang xô chậu sang dập lửa. Nhưng mà lúc mọi người đạp đổ cổng tre xông vào thì đều chết sững. Có người sợ quá ngất tại chỗ, người bạo gan hơn thì chạy lại xem rồi không nhịn được chạy ra xa nôn mửa. Bà nội tôi dùng mình một cái, như tưởng tượng lại cảnh lúc đó rồi lại kể với tôi. Thằng Trường bị chém làm hai nửa, cả người nhung nhúc toàn cua. Tụi nó chui ra từ vết chém, từ mắt từ mồm thằng bé. Cả một đám cua con nào con nấy tưới đẫm máu, đến mắt cũng màu đỏ. Con Thu con Hiền đang ngủ say nghe tiếng động, cũng chạy từ trong nhà ra. Hai đứa nó ngất ngay tại chỗ. Nhà ông Năm lúc đó loạn thành một mùi. Sau đó thì sao ạ? Còn thế nào nữa? Cả làng chỉ có mấy nhà thân với gia đình ông Năm, đến giúp họ chôn cất con trai, đến người kéo xe đò cũng là ông Năm bà Năm. Đứa con gái út nhà ông Năm điên rồi, cứ ra đường là gào lên, cua quỷ, cua quỷ. Cho đến một ngày, người ta nhìn thấy nó chết ở mương nước sau nhà, bụng trương lên mắt trợn lớn, mồm thì há hốc. Trong mồm nó có mấy con cua bò ra, toàn là cua mắt đỏ. Lời đồn trong làng mỗi lúc một nhiều, nhà ông Năm đi đến đâu, bọn nó xô đuổi đến đó, có đứa còn lấy đá nhọn ném bể đầu bà Năm. Ngày xưa tình làng nghĩa xóm là thế, mà nhà ông ý có chuyện bọn họ lại quay lại chửi rủa, xô đuổi. Ông Năm không chịu được nữa, phải thu gói đồ đạc, đem vợ và đứa con gái cuối cùng bỏ làng mà đi. Lúc đi cũng chỉ có ông nội mày, với nhà ông Sơn, ông Khánh tiễn bước. Bà kể chuyện xong rồi đi chở lúa, còn mình tôi ngồi ngẩn ngơ suy ngẫm. Thật sự là quỷ làm à? Sao tôi cứ cảm thấy lòng người so với quỷ càng đáng sợ hơn. Tôi 12 tuổi, em tôi 8 tuổi. Nhà tôi nuôi hơn 300 con vịt, sáng thả đi chăn tối mua về. Nghe thì đơn giản, nhưng mà mệt thấy mẹ, nhất là vào mùa lúa trổ đồng đồng, trong ruộng nhiều cá, nhiều tép. Bọn vịt cứ nhè chỗ nào hỏng là chúng nó chui vào, đuổi được đầu này chúng chạy đầu kia, nhảy vào ruộng nhà người ta rỉa rụng cả phấn lúa. Không có người thì không sao, cùng lắm lúc mình về người ta thăm đồng thấy, cũng chỉ chửi đồng vài câu. Có người thì thảm rồi, họ chửi rủa, đánh chúng tôi. Điển hình là mụ Lý toét, mụ ý xoắn tai em tôi mà kéo, tôi nhảy vào cắn, bị người ta tát cho nổ đom đóm mắt. Bố chở gạch về qua nhìn thấy, nhảy vào hỏi sao bà đánh con tôi. Bà già điêu ngoa đặt điều chị em tôi lùa vịt vào cho ăn lúa, xong tước hết đồng đồng non nhà mụ ý ăn. Bố tôi tính tình nóng nảy, chẳng những không giúp chúng tôi, còn bồi thêm cho vài đạp. Tôi ghét bố lắm, cái con ngang bướng như tôi ăn no đòn cũng muốn phản kháng. Tôi nhảy luôn xuống ruộng nhà mụ ý, vừa đạp vừa nhổ mất cả một khoảng lúa. Bố tôi nhảy xuống đạp tôi ngã dúi ngã dụi xuống ruộng. Thằng em tôi cũng khôn, biết không làm gì được liền chạy vội sang lò gạch gọi bác cả với chú út. Mụ Lý cứ đứng trên bờ mà chửi, nghe giọng mụ có vẻ hả hê lắm. Bố tôi càng cục càng đánh hăng. Tôi thiết nghĩ nếu bác cả tôi không chạy về kịp chắc giờ tôi đứng đầu giường kể chuyện cho các bạn nghe rồi cũng nên. Mụ Lý cũng chả được lời gì, còn bị bố con tôi quần cho nát bươm cả ruộng lúa. Cuối cùng vẫn là bác cả tôi bắt con vịt bồi thường cho mụ ý. Từ đó mụ Lý bị tôi ghi thù. Cứ ruộng nào của nhà mụ tôi không cho bò liếm thì cũng cho vịt vào quần. Trồng lạc thì chỉ cần ra hoa là tôi nhổ. Trồng khoai ra củ tôi cầm cuốc bổ ngang. Mụ đuổi đánh thì tôi chạy, mách bố tôi thì tôi trốn. Tôi ăn đòn lần nào là nhà bà ý tan hoang lần ấy. Bố mẹ tôi cũng bất lực luôn. Dạo gần đây mụ Lý canh chừng ghê lắm. Tôi muốn phá cũng không được. Buồn lục mấy cuộn len của mẹ ra ngồi đan. Tuy tôi nghịch như giặc, nhưng đừng coi thường tôi nha. Nữ công gia tránh cái gì tôi cũng thành thạo. Cầm sợi len màu đen tôi chợt nghĩ ra ý tưởng hay ho. Tôi đem len gỡ cắt thành sợi dài bằng nhau, lấy cái móc, móc thành bộ tóc giả. Trông lông ca lôm côm, nhưng mà dùng vào buổi tối, chả ai phát hiện ra đâu. Tôi rủ lão Thắng lão Phương với con Quỳnh đi dọa ma mụ Lý. Mấy đứa này đều bị mụ Lý làm cho ăn đòn oan mấy lần, nên tôi vừa đưa ra ý tưởng, tụi nó vỗ tay ra hò luôn. Con Quỳnh lấy trộm cái áo dài trắng của chị nó, thằng Phương thằng Thắng thì đi chặt tre. Chúng tôi buộc hai đoạn tre thành cái giá chữ thập, đem áo dài mặc vào cho nó, xong nhìn kiểu gì cũng thấy con bù nhìn. Thằng Phương bảo, hay cắt ngắn thanh ngang đi, chỉ đủ đến vai áo thôi, còn hai cái tay cho buông thõng xuống. Tôi nghĩ cũng phải. Sau khi mắc cái đám tóc giả bườm sườm của tôi lên, thì cũng ra dáng ma nữ áo trắng lắm rồi đấy. Tối hôm ấy, bọn nó bảo sang nhà tôi học nhóm rồi ngủ luôn ở nhà tôi. chờ bố mẹ tôi đi kéo lưới. Bà và em tôi ngủ say, tụi tôi trèo tường, mang đạo cụ ra bờ ao nhà mụ Lý. Trên đường còn nhặt thêm mấy mẩu gạch vụn. Để tăng thêm kịch tính, tôi còn mang theo một đó rơm ướt, với cái đèn pin của bố tôi. Thằng Thắng đốt rơm, thằng Phương chịu trách nhiệm cầm đạo cụ. Tôi trèo lên bờ tường, cầm gạch vụn ném vào cửa nhà mụ Ý dụ mụ ra. Còn con Quỳnh thì chịu trách nhiệm canh gác. Thực ra canh gác cho có, chứ nhà mụ Lý ở tuốt trong làng. Còn cái nhà ngoài này, buổi tối chỉ có mình mụ Ý ra ngủ để canh ao cá. Một mình một góc cánh đồng, chẳng có hàng xóm láng giềng, nên mụ có sợ quá la toáng lên thì cũng chả có ai nghe thấy. Sau khi tôi ném 3-4 hòn gạch vào cửa nhà, liền nghe loáng thoáng tiếng mụ Lý chửi đồng, rồi tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên. Tôi tụt vội xuống, bọn thằng Phương ngay lập tức đem con ma giả dựng lên. Mụ ngó ráo rác xung quanh, vừa ngó vừa chửi. Thằng Thắng đem bó rơm đặt phía dưới con bù nhìn, tôi thì bật đèn pin chiếu từ dưới lên. Mẹ nó, khói cay xè cả mắt. Quả nhiên mụ Lý hét ầm lên, tụi tôi khoái chí cười khúc khích. Đột nhiên con Quỳnh nó nắm áo tôi giật giật, kéo đến tôi suýt làm rơi cái đèn xuống mương. Tôi quay sang chửi nhỏ, mẹ mày làm cái gì đấy, rơi hỏng đèn về bố tao đập chết. Con Quỳnh nó ú ớ, tay run rẩy chỉ bên kia cánh đồng. Tụi tôi nhìn theo hướng nó chỉ thì tóc gáy dựng ngược lên. Ở hướng đó, có một người bóng người áo trắng đang đứng, tóc dài xõa tung. Gió đêm lớn như vậy mà tóc và góc áo không có một tia động đậy. Theo tiếng chó sủa, tôi thấy cái bóng kia càng lúc càng lại gần. Thế là ngoại trừ tiếng hét của mụ Lý, giờ thêm tiếng hét của tụi tôi nữa. Chúng tôi vứt hết đồ đạc ù té chạy. Cái đèn pin tôi làm rơi lăn trên bờ vài vòng, rồi rơi xuống nước tắt ngóm. Chúng tôi chạy thục mạng, về đến nhà tôi cả lũ phi thẳng qua tường, mặc kệ chân tay bùn đất lấm lem, chui tọt vào trong màn trùng chăn ôm nhau run như cầy sấy. Bà nội tôi nghe tiếng động thì giật mình dậy, hỏi đứa nào đấy. Bà bật điện lên thấy nền gạch toàn dấu bùn. Hốt hoảng chạy vào trong buồng thấy 4 đứa tụi tôi khóc bù lu bù loa, quấn chặt chăn run như cái sàng. Bà sợ quá la lên, tụi mày làm sao đấy? Lam, làm sao? Mày đừng làm bà sợ. Bà ơi, ma, có ma. Vớ vẩn ma mãnh ở đâu ra? Trong số chúng tôi, thằng Thắng gan cứng nhất. Nó ngồi dậy thở hổn hển mấy hơi, rồi lắp bắp kể lại đầu đuôi câu chuyện. Bà tôi nghe xong thì biến sắc, vớ cái vọt ở gầm giường vụt lấy vụt để. Mẹ tiên sư chúng mày, ăn no rừng mỡ à? Mẹ mày đứa nào nghĩ ra cái trò mất dạy này thế hả? 3 đứa kia không hẹn mà cùng nhau chỉ vào tôi. Thế là tôi ăn đủ. Mẹ cái lũ phản phúc. Bị bà đánh một trận, tụi tôi không còn thấy sợ nữa. Lầm lũi đi ra bể nước rửa tay chân thay quần áo. Sau đó lau nhà dọn cửa đem chăn màn phi tang. Chứ không tí bố tôi về, chắc ổng vặn cổ tôi. Bà ơi, thế còn cái bóng. Im mồm, đi ngủ. Tôi lập tức ngậm mồm, trải cái chiếu khác ra. Nhà có mỗi một cái màn bị chúng tôi làm bẩn. Giờ 4 đứa nằm mời mỗi sơi. Bà đem con dao đặt đầu giường tụi tôi, trộn muối với gạo cho vào cái sàng. Vừa đi quang giường chúng tôi vừa sàng sảy, mồm lầm bẩm. Nam mô A Di Đà Phật, oan có đầu nợ có chủ. Nhận lễ xong đừng làm khó kẻ vô tội. Con Nam mô A Di Đà Phật. Bà làm thế đúng 7 lần, rồi đem cả gạo cả muối hất ra ngoài cổng. Lúc này tôi mới bình tĩnh lại được. Tôi quay sang bọn nó bảo, mẹ bọn phản quân, làm bố lằn cả mông. Bọn tao nói thật mà. Mai bố đếch chơi với chúng mày nữa. Làm như bọn tao thèm. Con Quỳnh bĩu mỏ, mất mẹ cái áo đồng phục của chị tao rồi. Mai về nó cạo đầu tao. Mẹ, tao còn làm rơi cái đèn pin rồi đây này. Mai không biết còn ở đó không? Chắc chả còn đâu. Kiểu gì mụ Lý chả đi ra thăm dò. Mai tao chăn bò qua đấy tao xem thử cho. Dù sao thì mụ Ý chắc không biết tụi tao cùng bọn với mày đâu. Thằng Phương nói thế tôi cũng yên tâm. Mặc dù vậy, đêm đó tôi chẳng thể nào ngủ yên được. Cái bóng đó cứ chập chờn trong giấc mơ tôi. Con mắt trắng dã qua khe hở của mái tóc cứ to dần cho đến khi dí sát vào mặt tôi. Sáng ra tôi cứ thấy lưng ươn ướt. Ngồi nhòm dậy thấy con Quỳnh ngồi lù lù ở đấy, mặt đỏ tưng bừng. Mẹ kiếp, con danh này thế mà lại đái dầm. Mẹ mày, nhà tao còn mỗi cái chiếu. Tại tao mơ thấy nó, sợ quá nên không nhịn được. Ơ, thế mày cũng mơ thấy nó à? Mày cũng mơ thấy à? Hai đứa tôi không hẹn mà cùng dùng mình. Chỉ có hai thằng chết toi kia là vẫn ngáy khò khò. Tôi tức quá đạp cho mỗi đứa mấy phát lăn xuống đất. Mẹ đứa nào đạp bố đấy? Sáng rồi về cho gà ăn đi, không mẹ anh ra chửi cho bây giờ. Tụi nó ngáp ngắn ngáp dài lững thững đi ra ngoài. Đúng lúc ra đến cửa buồng thì va phải bà tôi hớt hải chạy vào. Mặt bà tái mét không còn giọt máu. Lam, bà hỏi, hôm qua mấy đứa có thấy con Lý Tuét đi ra không? Tôi ngơ người chả hiểu làm sao. Có mà, bà ý ra mở cửa còn chửi đồng. Xong thấy ma giả của tụi con thì hét to lắm. Sao thế bà ơi? Chết rồi, chết rồi. Con Lý nó chết rồi. Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau chạy ra nhà bà Lý. Quanh nhà bà Lý vây đông người lắm. Người vào hẳn trong sân, người không có chỗ đứng thì trèo lên bờ tường xem. Sân thì chúng tôi không vào được, bèn phải trèo lên bờ tường. Tôi với con Quỳnh nhỏ con trèo một cái là lên được trên. Sau đó tôi sợ đến nỗi la toáng lên. Còn con Quỳnh thì ngất ngay tại chỗ, cả người rơi tùm xuống ao. Anh Minh vội nhảy xuống vớt nó lên, vừa cấp cứu vừa chửi. Mẹ nó ai cho chúng mày ra đây? Tôi bịt mồm lại nhìn chừng chừng vào xác bà Lý. Bà Lý mặc một cái áo dài trắng, cả người bị treo lên cành bưởi, chân thõng xuống vừa chạm mặt ao. Thứ treo cổ bà Lý không phải là dây thừng hay gì cả mà chính là tóc của bà ta. Lưỡi bà ta thè ra, đôi mắt trợn trừng nhìn thẳng vào tôi. Mẹ con kia, mày trèo lên đấy làm gì? Xuống, về nhà ngay. Tôi quay ra, nước mắt nước mũi tùm lum, run lẩy bẩy. Hu hu bố ơi con sợ quá. Con không xuống được, cứu con với bố ơi. Hu hu. Thấy tôi mặt mày trắng bệch, cả người lung lay sắp ngã, bố vội nhảy qua mương, vươn tay bế tôi xuống. Lúc bố đặt tôi xuống mặt đường, chân tay tôi mềm nhũn ngã phịch xuống. Bố vội cõng tôi về nhà. Hai thằng kia cũng trắng mặt ngồi phịch bên bờ mương. Thấy bố con tôi về cũng vội chạy theo bám lấy tay bố tôi. Cậu ơi, chờ cháu với. Từ hôm ấy trở về nhà, con Quỳnh cứ sốt cao mãi không hạ, uống bao nhiêu thuốc mà không đỡ. Cuối cùng mẹ nó phải mời thầy cúng bên làng bông về cúng cho. Còn tôi cứ nửa đêm là giật mình la hét thất thanh. Mẹ tôi phải gửi tôi lên chùa ở với sư cô, tụng kinh niệm Phật cả chục ngày trời. Anh em nhà Thắng Phương thì đeo vòng bện bằng tỏi, ngày nào cũng phải tắm lá bưởi. Sau này, chúng tôi vẫn còn nghe người lớn kháo nhau. Ác giả ác báo, ác quá bức chết con dâu cháu nội, giờ nó tìm về báo thù. Từ lời bọn họ tôi mới biết được, bà Lý sống ác đem con dâu cháu nội bức chết. Năm đó chắc tụi tôi còn nhỏ nên không biết. Con dâu mang thai 7 tháng bà ta còn bắt trèo lên cây hái bưởi, không may ngã xuống đẻ non. Đứa bé trai sinh ra vì quá yếu nên đã chết ngay. Sau đó mấy ngày thì con dâu bà ta cũng treo cổ tự tử. Chết rồi còn bị bà ta cầm roi vụt xác, chửi cái thứ xúi quẩy. Con trai bà ấy mất vợ mất con, từ đó cũng trở nên điên điên khùng khùng. Ôm cái áo dài mua tặng vợ hồi mới cưới, tay bồng cái bọc tã không, vừa đi vừa hát ru, sau cùng đi mất tích. Chúng tôi nhìn nhau không nói, cũng không có đứa nào nhắc đến bộ đạo cụ không cánh mà bay kia nữa. Ma thì làm sao, mà người thì lại thế nào? Lòng người còn tẩm lợm hơn cả ma quỷ. Nhà bà ngoại tôi ở làng bên cạnh, cách nhà tôi một cánh đồng rộng. Nhà bà có 2 cây táo, cứ đến mùa là bà lại gọi chúng tôi sang hái quả đi bán giúp bà. Tôi vừa hái quả vừa ăn vụng, chẹp, chua. Hôm đó như thường lệ tôi sang nhà bà hái táo lại phát hiện ra căn nhà bỏ không đằng sau vườn nhà bà có người đến ở rồi. Bà ơi, nhà ai đấy? À, nhà bác Hùng. Cả nhà bác Ý mới ở trong Nam về. Tôi leo lên cây táo dòm sang. Trong sân có một đứa bé gái tuổi cũng chạc tuổi tôi. Nó đang ngồi khâu áo hay váy gì đó. Tôi hái một trái táo trọi sang. Cô bạn ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi nhe răng cười. Chào đằng ấy. Tớ tên Lam. Đằng ấy tên gì thế? Tôi tên Linh. Cô bé đáp lại tôi bằng tiếng miền Nam. Trời má, cái thứ tiếng dễ nghe gì đâu. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? 13. Còn cậu? Tớ cũng thế. Thế là chúng ta bằng tuổi nhau rồi. Làm bạn nha. Ừ, cậu leo trèo giỏi thật đấy. Ha ha, mẹ tớ bảo con dê mà là con khỉ mới đúng. Thế bố mẹ cậu đâu sao tớ không thấy? Bố mẹ tớ sang bên bà nội rồi. Cậu không đi cùng à? Không đi, tớ không thích bà nội. Thế hả? Cậu ăn táo không? Táo chua chấm muối bột canh ăn ngon lắm. Linh gật đầu. Tôi tụt xuống bốc 2 vốc táo bỏ vào cái rổ, tiện thể mang thêm gói muối hảo hảo sang. Hai đứa vừa ăn táo vừa nói chuyện với nhau, chẳng mấy chốc trở nên thân thiết. Cái váy màu đẹp ghê, nó bị rách à? Ừ, hôm qua bị mắc vào cành ổi, rách mất một đường. Tớ vá lại mà không được đẹp cho lắm. Đâu đưa tớ xem. Tôi cầm lấy cái váy lật vết rách ra xem. Váy bị toạc mất một mảng khá to. Các sợi vải vẫn còn lơ thơ. Tôi rút bớt mấy sợi chỉ thừa rồi nhanh nhẹn vá lại giúp Linh. Cậu ấy nhìn tay tôi thoăn thoắt qua lại. Mắt sáng rực lên ngưỡng mộ. Chỉ một lúc tôi đã vá xong. Đường chỉ mịn màng như may bằng máy vậy. Gần như không nhìn ra chỗ đó từng bị rách. Wow! Cậu giỏi thiệt đó. Chuyện, tớ cái gì cũng giỏi. He he. Tôi đứng dậy rũ chiếc váy cho phẳng. Rồi lại thấy lạ lạ chỗ nào ấy. Ơ Linh, sao nó nhỏ thế? Cậu căn bản không mặc vừa. À thì, tớ vá giúp em họ. Tớ cũng có bảo đó là váy của tớ đâu. Linh ấp úng trả lời. Tôi cũng không để ý nhiều. Chỉ tặc lưỡi. Vậy hả? Tớ còn tưởng của cậu nữa. Vá xong rồi cậu cất đi kẻo bẩn. Ừ. Linh đem cái váy cất vội vào trong nhà rồi chạy ra. Tôi rủ cậu ấy đi đào khoai. Linh hơi lưỡng lự một chút nhưng cũng gật đầu đồng ý. Khóa cửa, khóa cổng lại. Chúng tôi lên bãi đất bồi ở phía sau thôn. Chỗ đó có trồng mấy cây phi lao. Ở dưới là một bãi khoai lang dại. Vì mọi người hay đổ khoai vụn cho bò ăn ở đây nên dây khoai cứ thế mà mọc lên. Hai đứa tôi lấy cái bay xây của cậu tôi đem đi làm dụng cụ. Có mấy lần đào phải ổ chuột. Mấy con chuột đồng trong hốc phi ra. Chạy qua chân Linh. Làm cậu ấy hét ầm ĩ. Chân nhảy cẫng lên. Tôi bật cười ha hả. Bị Linh cầm mấy cục đất chọi. Chúng tôi đào được gần chục củ khoai trắng không được to lắm mang về rửa sạch sau đó đốt rơm trong bếp của bà ngoại lên cho vào nước. Trong lúc chờ khoai chín, chúng tôi kể cho nhau nghe đủ chuyện trên trời dưới đất, ngồi cười khúc khích với nhau. Trời thì nóng, ngồi trong bếp cho bụi bay lung tung, mặt đứa nào đứa nấy nhỏ như đít nổi. Khoai chín là lúc bà ngoại đi thăm đồng về, thấy hai cái mặt mo thì phá lên cười, bảo chúng tôi ủ khoai ở đấy, ra ngoài rửa mặt mũi chân tay cho mát. Không biết có phải do chênh lệch nhiệt độ hay không, mà lúc vừa bước ra khỏi cửa bếp, tôi chợt thấy sống lưng lạnh toát, bất chợt dùng mình một cái. Cậu sao đấy? Chắc đổ mồ hôi nhiều, xong ra ngoài mát nên thấy dùng mình. Bà ngoại nghe tiếng liền chạy ra bảo, chết chửa, không khéo mà lại cảm lạnh. Rửa tay chân mặt mũi nhanh, xong vào thay áo xoa dầu gừng đi. Mặc dù biết bây giờ là mùa hè, cảm lạnh gì đó là không có khả năng, nhưng tôi vẫn nghe lời bà thay quần áo xoa dầu gừng. Đợi thêm lúc nữa thì khoai chín, tôi lấy que cởi, lôi mấy củ khoai ra đặt trong cái dế bắt nổi. Mấy bà cháu ngồi ngoài hiên bóc khoai ăn đến nhọ nhem mồm mép. Linh cảm thán, công nhận khoai nhỏ mà nướng lên ăn bở ghê. Lại còn thơm nữa, mai mình đi đào tiếp nha. Lấy đâu lắm khoai mà đào thế? Khoai dại có xíu củ thôi hà. Mấy hôm nữa nhà tớ dỡ khoai tớ mang ra cho. Ăn xong chơi thêm một lúc thì Linh nghe tiếng gọi. Chắc bố mẹ cậu ấy về rồi. Linh đáp lời rồi chào bà cháu tôi lon ton chạy về nhà. Từ khi có Linh làm bạn, tôi chăm ra bà ngoại hẳn. Chúng tôi càng ngày càng thân. Chỉ là, theo độ thân thiết tăng, cảm giác lạnh sau gáy cũng theo đó mà tăng. Tôi luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Hỏi Linh thì Linh bảo đâu có thấy ai nhìn gì đâu. Chẳng lẽ tôi cảm giác sai? Ở bên hông trái nhà bà ngoại có một cái ao. Bên rìa trồng mấy cây đậu bắp. Hôm đó bà bảo tôi ra hái một ít về luộc ăn. Bố con tôi không thích cái quả nhớt nhớt này, nhưng lại thích ăn nước luộc vì nó ngọt. Tôi bưng cái rổ lúi húi hái quả. Bất chợt thấy trên mặt ao hiện lên bóng một cái đầu đen xì. Tôi giật bắn người, suýt thì trượt chân lộn cổ xuống. Quay phát lại thì thấy một bé gái đứng đó. Tôi vỗ ngực thở phào. Giời ơi, em làm gì đứng lù lù đó? Làm chị sợ muốn chết. Cô bé không trả lời tôi, mà cứ đứng nhìn tôi chằm chằm. Tôi định thần lại, quan sát nó từ trên xuống dưới. Đó là một bé gái tầm 6 đến 7 tuổi, có 8 phần giống Linh. Ngạc nhiên nhìn con bé, lại nhìn cái váy hồng nhạt trên người, trông có vẻ quen quen. Tôi bừng tỉnh. À, em là em họ của Linh đúng không? Con bé vẫn không trả lời, cứ đứng lặng lặng nhìn tôi. Đôi mắt con bé rất đẹp, nhưng nhìn cứ quái quái kiểu gì ý, giống như không có sức sống vậy. Lam ơi, làm cái gì mà lâu thế? Không hái về nhanh mà nấu cơm bố mày lại đánh cho. Tiếng bà ngoại ở sân trước gọi vọng ra. Tôi ngoái cổ lại đáp lời. Vâng, cháu hái xong rồi. Quay đầu lại định há mồm ra nói, lại không thấy con bé đâu nữa. Tôi ngạc nhiên nhìn quanh quẩn, không có một ai. Đưa tay gãi gãi đầu khó hiểu. Tôi bưng rổ đậu vào trong nhà, kiếm cái bịch ni lông bọc lại, rồi bỏ giỏ xe đi về. Dọc đường tôi vẫn cảm thấy có ai đó đang nhìn, nhưng hễ cứ ngoái đầu lại là không thấy gì nữa. Quái thật. Tôi ngơ ngác ôm rổ đứng cạnh bờ ao, nhìn chằm chằm vào bóng mình trên mặt nước. Hồi sáng tôi đã hái đậu rồi mà, sao giờ tôi lại ở đây nữa? Một cái bóng xuất hiện bên cạnh cái bóng của tôi đờ đẫn nhìn sang. Là cô bé kỳ lạ đó. Tôi nghe tiếng mình hỏi, em là ai? Con bé vẫn không trả lời. Nó duỗi ngón tay chỉ trên mặt nước, đầu ngón tay hơi co lại. Tức thì tôi bị sức mạnh nào đó kéo xuống, sau đó đầu của tôi bị người ta ấn xuống. Tôi vùng vẫy hòng thoát ra nhưng không được. Lúc tưởng sắp kết thúc sinh mệnh đến nơi, tôi cảm thấy hai má nóng rát. Bố tôi đem tôi đánh tỉnh. Cái con này, mày làm gì mà đem mặt úp xuống nước thế hả? Mắt tôi dại ra, đem bố dọa sợ. Con ơi, con làm sao thế hả? Thằng em tôi đứng bên trong nhà ló đầu ra. Bố ơi, chị lạ lắm. Đang ngủ mà ngồi bật dậy ra bể nước. Con gọi không tỉnh. Hay nó bị chứng mộng du rồi? Bà nội cùng mẹ đi ra vây quanh tôi. Tiếng xì xào làm tai tôi ù ù. Tôi lắc đầu cho thanh tỉnh. Ngơ ngẩn nhìn bố mẹ mình rồi òa lên khóc. Câu được câu không. Kể lại chuyện mình vừa xảy ra. Cả nhà tôi biến sắc. Bà nội vội chạy sang hô hào hàng xóm. Bị đánh thức lúc nửa đêm. Nhưng nghe chuyện của tôi, không ai phàn nàn điều gì. Trái lại, mỗi người đều tham gia đóng góp ý kiến. Mọi người thống nhất là đưa tôi lên chùa ở cùng sư cô. Bởi chùa làng tôi có xá lợi tử, rất tốt trong việc ngăn chặn tà ma. Thế là quãng thời gian sau đó, tôi làm bạn với Phật và Kinh Thư. Đêm đêm, vẫn cái ao nhà bà ngoại, vẫn đứa trẻ không biết tên, nhưng nó không dìm tôi xuống được nữa. Mỗi lần nó định ra tay, lại bị luồng sáng vàng đánh cho ngã ngửa. Sau mỗi đêm, hình dạng của nó càng thêm khủng bố, dần dần lộ ra chân diện. Là một con búp bê sứ, kiểu búp bê Nhật. Hai mắt híp lại, má tô đỏ hồng, miệng cười quái dị. Bẵng đi vài ngày tôi không thấy nó đến tìm tôi nữa. Nhưng đêm nay tôi lại nằm mơ, mơ thấy Linh. Trong một góc tối, Linh cầm một đĩa thịt sống, cầm vào trong một cái phòng luôn đóng kín. Cậu ấy đặt cái đĩa trước mặt một con búp bê Nhật cao ngang người mình, rồi từ từ đi ra. Đôi mắt búp bê vẫn luôn híp lại, nhưng Linh lại có cảm giác như bị nhìn chằm chằm. Cậu ta co giò bỏ chạy. Chạy ra ngoài sân hít thở không khí, lại thấy bên bà ngoại tôi đang lấp ao. Linh hỏi, bà ơi, sao lại lấp ao? Với cả, mấy nay sao không thấy Lam ra chơi thế ạ? À, nó ốm liệt giường mấy hôm nay rồi. Cứ mơ thấy có đứa bé gái dìm nó xuống cái ao này, nên bà cho người lấp luôn. Bé gái? Linh lắp bắp, bé gái nào ạ? Bà biết đâu, nó bảo một đứa con gái tầm 5 đến 6 tuổi, mặc váy búp bê màu hồng nhạt. À, còn bảo rất giống cháu nữa, hình như là em họ cháu. Chắc nó mê sảng, chứ nhà cháu thì bà biết mà. Cả nhà nội nhà cháu, có mỗi cháu là con gái chứ đâu. Tôi nhìn thấy huyết sắc trên mặt Linh dần rút đi. Loảng xoảng, mẹ của Linh làm rơi cái mâm cơm, bố Linh thì ngã ngồi trên ghế. Ơ, chúng mày làm sao đấy? Bà ngoại tôi lấy làm lạ hỏi. Bố Linh trả lời, không sao bà ơi, vợ cháu làm cháu giật mình thôi. Này mẹ nó, tay chân vụng về quá, mau dọn dẹp đi kẻo con dẫm vào. Linh ơi, trời nắng độc vào nhà đi con. Nói rồi dẫn Linh vào trong nhà. Bà ngoại tôi ngẩng đầu nhìn mây đen kịt trên trời nghệt mặt ra. Linh giãy ra khỏi tay bố vào trong phòng bất chấp sợ hãi. chỉ tay vào mặt con búp bê mà gào lên. Đó là bạn tao, mày không được làm hại cậu ấy. Coi như tao cầu xin mày, tao không chơi với Lam nữa, mày buông tha cho cậu ấy đi. Linh quỳ xuống trước con búp bê, dập đầu trên mặt đất. Tiếng đầu cậu ấy đập xuống nền gạch, phát ra tiếng cồm cộp. Con búp bê hơi xoay cái cần cổ cứng nhắc. Mẹ Linh trở vào, kéo con gái lên, rồi dìu Linh ra nhà ngoài. Bố Linh hút một hơi thuốc thật dài, tựa như bất lực. Khung cảnh trước mắt tôi nhòe đi, tôi thấy mình đang ngồi ở bậc thềm nhà bà ngoại. Bên cạnh là một cuốn truyện tranh, tôi cầm nó lên và mở ra. Cuốn truyện không có trang bìa, không có chữ viết, chỉ có những bức tranh nho nhỏ chồng chéo lên nhau. Mở đầu là khung cảnh một ngôi làng nhỏ, ở trong một căn phòng, giống như phòng sinh ở bệnh viện. Một người phụ nữ đang cố sức sinh đứa bé trong bụng ra. Bên ngoài là người nhà cô ấy, có người chồng, có đứa con gái khoảng 5 tuổi, còn có một người phụ nữ luống tuổi đang nước miếng tung bay. Khi nữ hộ sinh bọc đứa nhỏ trong tã mang ra, người đàn bà tiếp lấy, rồi vạch tã ra xem, là một đứa bé gái. Bà ta thẳng tay ném đứa bé ra ngoài cửa sổ, người đàn ông cướp lại không kịp. Tiếp đó là cảnh tượng nhốn nháo khắp nơi, không ai biết đứa con gái lớn đã chạy xuống dưới. Nó chạy xuống nhìn em gái trong bọc tã máu thịt bầy nhầy, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên tầng 3 của bệnh viện, ánh mắt đầy thù hận và giết chóc. Các bức tranh kế tiếp là cảnh gia đình ba người đem xác đứa trẻ xấu số đi hỏa táng, rồi cất cho cốt vào chiếc bình nhỏ, mang theo hành trang rời bỏ quê nhà đầy đau thương, đến một nơi xa xôi khác, bắt đầu lại từ đầu. Người đàn ông đem cho cốt vượt biên giới sang Thái Lan, nhờ một người thầy cúng đúc thành búp bê. Một con búp bê Nhật được đặt từ cho cốt cứ thế ra đời. Các khung cảnh tiếp theo miêu tả gia đình đó chăm sóc con búp bê như nào, người mẹ nhỏ máu mình vào mắt búp bê ra sao, hay cô con gái sai khiến búp bê giết bà nội mình như nào. Tôi kiên nhẫn ngồi đọc cho hết. Quyển sách vừa kết thúc, cảnh lại chuyển một lần nữa. Lần này tôi thấy đứa bé kia đã lớn, đã đi học, quen nhiều bạn bè. Nhưng cứ người bạn nào chơi cùng cô bé, đều chết một cách bí ẩn. Người thì bị dìm chết, người tự dưng mở cửa sổ nhảy từ tầng 5 xuống, người bị tai nạn. Dần dần, cô bé bị coi là biểu tượng của sự xúi quẩy, bị cô lập, bị xua đuổi. Cô bé lớn lên từng ngày trong sự cãi vã của bố mẹ, cho đến một ngày, cô không chịu nổi nữa, bỏ thuốc mê vào đồ ăn, rồi nhân lúc bố mẹ mê man, từng dao, xẻo thịt đút cho búp bê ăn. Cô sai búp bê giết chết những kẻ đuổi đánh mình bằng những phương thức tàn khốc nhất. Hành động của cô bé bị cảnh sát chú ý. Cảnh sát tìm đến trước cửa nhà, bấm chuông hồi lâu không có ai mở cửa. Bọn họ nhìn nhau, quyết định phá cửa. Mùi hôi thối bốc lên, hai cái xác trên mặt đất bị róc hết thịt, lộ ra xương trắng đang trong quá trình phân hủy, khiến những người chứng kiến qua sinh tử như họ cũng không nhịn được mà nôn mửa. Phía trong phòng trong có tiếng đồ sứ rơi vỡ. Cảnh sát cố nén ghê tởm xông vào. Họ nhìn thấy một cô bé cả người đầy máu, tay cầm cây búa, cũng đang nhỏ máu tong tong. Bên cạnh là con búp bê sứ bị đập cho nát bét. Cảnh sát giơ súng lên nhắm thẳng người cô bé. Cô bỗng cười khanh khách, từ mắt mũi miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Cô đẩy cửa sổ nhảy xuống đất, rơi xuống tử vong. Tôi sững sờ chứng kiến hết thảy, xuyên qua thân thể những người bên đường đến cạnh cái xác kia. Tôi chợt thấy cái xác cử động, nó ngồi dậy, lấy tư thế kỳ quái nhìn tôi. Tôi nhận ra khuôn mặt này, đó là Linh. Một người nắm lấy tay tôi, dắt tôi ra khỏi đám đông. Tôi ngẩng lên nhìn, nhận ra đó là sư cô. Cô vừa dắt tôi đi vừa nói, nhân quả tuần hoàn, ác giả ác lai, thiện giả thiện báo. Mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi, sẽ có người giúp các ngươi. A Di Đà Phật. Tôi ngoái lại nhìn, Linh vẫn đứng đó nhìn tôi, thân thể giống như búp bê sứ, từng chút vỡ vụn. Tôi tỉnh dậy trong tiếng khóc nức nở của mẹ. Tôi đã mê man suốt 7 ngày 7 đêm. Sau này tôi không còn mơ thấy bất cứ thứ gì nữa. Sức khỏe cũng dần khôi phục. Lúc ra bà ngoại, cái ao vẫn ở đó, chỉ là cái nhà hàng xóm bên cạnh không còn nữa. Tôi hỏi bà nhà họ đâu rồi. Bà nhìn tôi kỳ lạ. Đó là bãi đất trống mà, làm gì có cái nhà nào đâu. Mày ngủ mơ à? Tôi sững sờ hỏi bà, thế nhà cái Linh bác Hùng đâu? con trai nhà bà Tuyến ấy. Nhà bà Tuyến có 6 đứa con trai, làm gì có ai tên là Hùng. Với cả nhà Ý, đẻ ra toàn con trai, lấy đâu ra cháu gái. Rồi bà chép miệng, cái nhà cũng lạ, từ đời con dâu đến mẹ chồng, chả ai đẻ được đứa con gái nào. Tôi mím môi, hoàn toàn không tin Linh không tồn tại. Về nhà tôi nói với bố, bố thuê máy xúc đến đào mảnh đất trống đằng sau nhà bà ngoại lên đi. Mày điên à? Đất của làng của xã đào để người ta chửi mà bố mày lên à? Bệnh của con từ đó mà ra. Không đào lên, con không sống nổi đâu bố. Bố tôi giật mình, mẹ tôi cũng vội vàng từ sân chạy vào. Mẹ nói với bố, anh xem thế nào, chứ con mình nó suýt chết, em sợ xảy ra chuyện mất. Từ nào, để tôi sang nhà bác Trường họ nhà bà, xem có nói chuyện được không. Bố đội cái mũ cối lên rồi đạp xe sang làng bên, đi đến sẩm tối thì về. Về đến nhà mẹ tôi liền chạy ra hỏi ngay, thế nào, có được không? Được rồi bố uống ngụm nước cho mát họng, nói khô cả cổ. Ông trưởng thôn mới đồng ý cho đào lên. Tôi cũng mướn được người lái máy xúc rồi. Sáng mai bắt đầu. Tôi ở trong nhà nói vọng ra. Không được, phải đào ngay. Bố nhảy dựng lên. Chưa kịp để bố nói gì, tôi đã nói ngay. Phải đào ngay, nếu không đêm nay con sẽ chết thật đấy. Bố mẹ tôi hốt hoảng, nháo nhào gọi cô dì chú bác họ hàng nội ngoại ra đó. Mọi người đốt đuốc lên cho sáng. Người đào người đổ đất. Máy xúc thì thuộc dạng nhỏ, nên chỉ đào được một góc. Bỗng chú ba nhà bà Hợi Quốc chúng cái gì kêu cạch. Mọi người xúm lại xem. Bác trưởng làng gạt mọi người ra. Nào nào, có cái gì mà xem. Xúm vào thế ai mà đào được. Tản ra tản ra. Mấy cậu kia đem đuốc lại đây. Thằng Tứ lấy tao cái sẻng. Bác nhảy xuống cùng chú ba, dùng sẻng xúc đất. Một lát sau, mọi người mới tung cả bãi đất trống đào lên được 17 đến 18 con búp bê sứ. Mới có, cũ có, lớn cỡ đứa nhỏ sơ sinh. Mọi người xì xầm to nhỏ. Ôi chao, sao lắm búp bê thế nhỉ? Ai mà đem chôn búp bê dưới đất, thấy ghê ghê sao á? Người lớn loay hoay nhìn đám búp bê không biết phải làm sao, thì tôi lững thững đi vào giữa. Chọn một con búp bê mới tinh, tôi giơ lên đập mạnh xuống. Choang, con búp bê vỡ nát, lộ ra thứ gì đó bên trong. Bác trưởng làng cầm đuốc lại gần soi kỹ, rồi bật ngửa ra sau hét toáng lên. Á, ôi giời ơi, là xác trẻ con, mà cha đứa nào thất đức thế này. Tức thì, tất cả mọi người nhao nhao lên, bố tôi sợ hãi ôm chặt lấy tôi. Bà ngoại tôi thì bất tỉnh nhân sự, thì ra bấy lâu nay, bà tôi sống cạnh một cái nghĩa địa mà không biết. Bác trưởng thôn lấy lại bình tĩnh, tức giận gào lên. Tìm cho tao tất cả những nhà nào trong làng có con dâu vừa sinh con. Xem nhà đứa nào mới đẻ, mà không thấy con, mẹ nó lũ ác nhân. Thanh niên trai tráng tủa nhau đi tìm, ai cũng hầm hè, không ngại mặt mũi, mà xông thẳng vào phòng sản vụ nhà người ta. Sau cùng anh Tứ chạy về báo. Trưởng làng, nhà bà Tuyến không thấy cháu nội. Con dâu nhà đó khóc lóc, bảo đứa trẻ là con gái, bà nội nó đem cho rồi. Trưởng làng, hai vợ chồng trẻ dìu dắt nhau tiến lại gần. Trưởng làng ơi, ngài làm ơn tìm con cho cháu với, mẹ cháu đem con cháu đi rồi. Con dâu út nhà bà Tuyến mới sinh chưa được một ngày, sắc mặt đau đớn trắng bệch, lê lết đi đến. Bên cạnh còn có chồng, cùng mấy anh trai chị dâu trong nhà. Sắc mặt trưởng làng khó coi, cẩn thận phủi lớp mảnh sứ vỡ, nâng đứa trẻ đến trước mặt đôi vợ chồng. Nhìn xem, phải con của chúng mày không? Dưới ánh đuốc lập lòe, hai vợ chồng run rẩy chạm vào cái xác. Người vợ vừa nhìn, liền hét lên một tiếng, lăn ra bất tỉnh nhân sự. Người chồng thì thẫn thờ khuỵu gối xuống, hai tay buông thõng. Không nghi ngờ gì nữa, đây là con của họ. Trường làng đảo mắt qua đám con trai, con dâu bà Tuyến nói. Chúng mày cũng vào tìm đi. Tao thấy trên mỗi con búp bê đều có đánh dấu tên và ngày tháng. Cũng chả biết ngày tháng sinh hay gì. Bọn họ nhào lên như ong vỡ tổ, đến gần những con búp bê run rẩy tìm kiếm. Có người phụ nữ ôm lấy 4 con búp bê khóc lớn. Người đàn ông bên cạnh cũng quỳ xuống khóc theo. Có người trực tiếp nổi điên, chửi rủa chồng mình, lao vào cắn xé. Chỉ duy nhất một đôi vợ chồng lẳng lặng ôm lấy một cặp búp bê có vẻ ngoài cũ kỹ nhất. Giữa một mớ hỗn độn ồn ào, tôi lại nghe rõ mồn một lời họ nói. Linh ơi, Lan ơi, bố mẹ tìm được các con rồi. Một toán thanh niên từ đằng xa đi đến. Họ vừa kéo theo một người, vừa chửi bới không tiếc lời. Là bà Tuyến. Thì ra lúc nãy, ngay khi vợ chồng con út nhà bà Tuyến nhận ra cái xác đứa trẻ là con mình, đám thanh niên không ai bảo ai, tự động đi bắt ác phụ này. Trưởng thôn, may mà chúng cháu nhanh, không có mụ ta đã chạy thoát rồi. Mụ Tuyến bị trói gô ném vào giữa bãi đất trống, quần áo tóc tai sộc sệt, mặt bầm tím, hiển nhiên đã ăn no đòn. Con dâu thứ ba nhà mụ Thôi cắn xé chồng, lao lên tát cho mụ mấy bạt tai. Con mụ già độc ác, chúng tao chịu nhục, chịu khổ, hầu hạ mày tối ngày, mà mày dám làm thế à? Con chúng tao có tội gì mà mày ra tay giết chúng nó? Mày có còn là người không? Thì mụ Tuyến nhổ cái răng gãy trong mồm ra, khinh miệt nói, mấy cái thứ hàng lỗ vốn đó, nuôi làm gì cho tốn cơm tốn gạo? Là lũ chúng mày ngu, đẻ cũng không biết đẻ, đẻ toàn lũ vịt rời. Con mẹ mày, tao giết mày. Cô con dâu nổi điên, dùng sức siết chặt cổ mụ ta lè cả lưỡi. Mọi người vội vàng vào lôi cô ta ra. Vợ thằng Tập bình tĩnh đã, phải đưa lên công an, chứ bây giờ giết người là phạm pháp. Tôi thà bị tử hình, cũng phải bóp chết nó. Con tôi, các con tội nghiệp của tôi. Nói xong, cô ta ngồi phệt xuống đất òa khóc. Cô đến gần chỉ từng con búp bê nói, đây là đứa lớn của tôi. Mụ bảo tôi là gửi ở nhà bà cô trong họ, 13 tuổi mới được đón về, không được gặp con, nếu không, nó không sống qua 13 tuổi. Mụ hỏi tôi đặt tên con là gì, sau này còn dễ gọi. Tôi nói tên Thủy. Cô ta lại lướt qua một lượt, đứng trước một cặp vợ chồng, chỉ hai con búp bê trong lòng bọn họ. Đây là hai đứa sinh đôi nhà thím Tư, chúng tôi đặt tên là Tố và Cầm. Nó mới đẻ, bà ta không cho nó về mẹ đẻ, tôi giúp nó thay tã cho con. Nó mệt ngủ thiếp đi, tỉnh dậy máu me vương vãi khắp nơi. Bà ta chửi rủa nó, bảo không trông nổi con để chó hoang tha đi. Đây là đứa út nhà thằng Năm, đây là đứa thứ ba nhà bác Hai, đứa thứ nhất, thứ hai cho đến thứ tư nhà chú Tư. Tất cả đều bị mụ lừa dối nào mang đi gửi, mang đi cho, để giải vận giải hạn. Cô ta đứng trước mặt bố mẹ Linh. Đây chắc là hai đứa sinh đôi, bị bắt cóc lúc mới đẻ ra của nhà bác cả nhỉ. Ha ha, tính cả đứa mới đẻ, cách đây một ngày của thằng út là 18 đứa. Thứ ác quỷ này băm ra cho chó ăn, vẫn còn chưa hết giận. Dân làng mỗi người một cước đạp mụ Tuyến. Lúc công an huyện đến nơi, mụ chỉ còn lại chút hơi tàn. Công an ngăn cản người dân manh động, áp giải mụ Tuyến, cùng gần 20 con búp bê sứ lên xe. Có vài người còn muốn đi theo lên huyện, lại bị trưởng thôn ngăn lại. Ở đây chờ, lát nữa công an sẽ lấy lời khai. Các chú công an quả thật quay lại lấy lời khai. Người dân nhao nhao tố cáo tội ác của mụ Tuyến. Mấy chú ghi chép không kịp. Tôi kéo bố đi đến gần chú công an, có vẻ chức to nhất ở đây. Cả bố lẫn chú đều không hiểu. Tôi chậm chậm nói, âm thanh rõ ràng mạch lạc, làm đám đông nhốn nháo cũng im bặt. Họ cũng không hề vô tội đâu chú. Tôi đưa tay chỉ bố mẹ Linh ngồi trong góc. Trong giấc mơ, tôi thấy Linh cầm dao giết chết họ, đem thịt đút cho em bé búp bê ăn. Vậy họ thật sự vô tội sao? Cháu bé, không thể nói bậy được. Cháu có chứng cứ gì? Họ chưa từng rơi một giọt nước mắt. Điều đó cũng không chứng minh được gì cả. Bà Tuyến không thể tự làm búp bê, càng không thể để người khác làm hộ, sẽ bị lộ. Mà cháu biết, chú Hồng biết làm gốm sứ, ở trong bếp núp sau đống củi, còn có một cái lò nung gốm nhỏ nữa. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía đôi vợ chồng. Bọn họ run bắn lên. Mày nói láo. Mày đã vào nhà tao bao giờ đâu mà biết. Con gái tôi không bao giờ nói dối. Có hay không kiểm tra là biết ngay. Chú đội trưởng gật đầu tán thành. Gã đàn ông khi thấy công an đến gần, liền đẩy ngã vợ mình rồi co giò chạy trốn. Chỉ tiếc gã chạy không thoát. Ba chú công an chặn đầu đem gã đè xuống đất. Một chú khác giữ chặt người ả đàn bà đang muốn trốn. Công an nhanh chóng đi về hướng nhà gã kiểm tra lục soát. Quả nhiên tìm được một lò nung gốm nhỏ giấu sau đống củi. Còn tìm được tã lót và cả con dấu khắc chữ. chưa kịp thủ tiêu nữa, dân làng ùa lên, được một phen sáng mắt. Trời ơi, nói vậy là bọn chúng đem con của mình giết luôn à? Khốn nạn, phải bằm vằm chúng ra nhiều mảnh. Vì gã đàn ông không ngừng chửi rủa khó nghe, một chú công an đã trực tiếp rút tất của mình ra nhét vào mồm gã. Trước khi gã lên xe, tôi lại gần. Chú công an ơi, cháu muốn nói với người này mấy lời có được không? Ừ, nhưng phải giữ khoảng cách, nếu không sẽ nguy hiểm. Vâng ạ. Tôi nhỏ nhẹ đáp lời, rồi đi đến trước mặt người đàn ông. Ánh mắt gã long sòng sọc, như muốn giết chết tôi. Tôi mỉm cười. Chú Hồng này, chú có biết tại sao cháu chưa từng đến nhà chú, cũng không quen chú, mà lại biết chú biết làm gốm và có giấu lò nung trong bếp không? Gã giãy giụa, như thể muốn lao lên sống mái với tôi, lại bị câu nói của tôi làm cho khựng lại. Là Linh, con gái chú nói cho cháu biết đấy. Ác giả ác báo chú ạ. Các người sẽ nhận được quả báo sớm thôi. Nói xong tôi gật đầu với chú công an, tỏ vẻ đã nói xong. Chú áp giải gã lên thùng xe đóng lại. Chú đội trưởng lại gần tôi, hỏi nhẹ. Cháu gái, sao cháu biết người đàn ông này biết làm gốm, còn biết cả bí mật hắn giấu nữa? Thứ nhất, sáng nay cháu thấy ông ta vác cuốc đi từ hướng nhà bà ngoại cháu ra. Trên tay và ống quần còn dính bột men. Chỉ có thợ làm gốm mới hay bị dính thứ này trên người. Lúc cháu đứng trên bãi đất trống, thấy rõ ràng có vết đào bới. Thực ra, trước lúc hô hào người đến đào bới, cháu đã bới lên xem trước rồi. Thứ hai, trên thân con búp bê hai vợ chồng đó ôm, không hề khắc tên hay ngày tháng năm sinh. Vậy mà họ lại có thể chuẩn xác ôm lấy, còn gọi tên chắc nịch nữa. Đã thế, còn không hề khóc, cho nên cháu mới đưa ra suy đoán thôi. Có đoán sai cũng chả sao, tại cháu là trẻ con mà, cháu có quyền. Con nhóc tinh danh, sau này không làm cảnh sát hình sự thì hơi phí. Chú cốc đầu tôi một cái, rồi chào mọi người leo lên xe công vụ. Mọi người nhao nhao vào tâng bốc bố tôi, rằng có đứa con thông minh các kiểu trên đời. Có điều ông bô nhà tôi mặt vẫn thối hoắc. Cũng muộn rồi, em cũng phải cho cháu về, kẻo mẹ nó sốt ruột. Mấy chú mấy bác trong họ nội nhà tôi cũng từ biệt mọi người, dắt nhau đi về. Tôi ngồi đằng sau xe, đầu gục lên lưng bố thủ thỉ. Bố ơi, sinh ra là con gái thì đáng tội chết à bố? Nói linh tinh cái gì đấy, con tao là con gái tao, mừng con không kịp, tội cái không cất. Tôi phì cười, các chú các bác cũng bảo, ôi rồi, tao mong đẻ con gái mãi mà đếch được đứa nào đây này. Sướng nhất là có cô con gái, nó đáng yêu gì đâu. Tôi cười, nhìn về cồn phi lao mà tôi và Linh thường trốn ra đào khoai bắt dế. Tôi thấy hai bóng dáng mặc váy ở đó, gió theo tiếng phi lao xì xào giống như tiếng cảm ơn. Vài ngày sau, tôi nghe bà nội bà ngoại ngồi nói chuyện với nhau, rằng mụ Tuyến ở trong ngục tạm giam, bị bạn tù dùng ga trải giường giết chết, xương cốt lúc nâng lên cáng, còn phát ra tiếng lạo xạo, như tiếng đồ sứ vỡ cọ vào nhau. Còn con trai bà ta tự dưng phát điên, đem gương trong nhà tắm đập vỡ, rồi tự tay cắt thịt của mình. Cuối cùng, cứ đứt động mạch mà chết. Cuối cùng chỉ còn mụ vợ gã còn sống, không ngừng lẩm bẩm mẹ xin lỗi các con, là mẹ ngu si, tha cho mẹ đi mà. Bố tôi trầm mặc dắt xe ở cổng vào, cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người. Ông gọi tôi ra, đeo lên cổ tôi một sợi dây có một hạt tràng. Bố nói, sư cô bảo thể chất tôi đặc biệt, hấp dẫn quỷ ma, không cẩn thận sẽ vong mạng. Hạt tràng này là một trong 7 hạt xá lợi tử, thỉnh được từ Tây Thiên. Tôi phải luôn đeo cho đến khi bước vào quan tài. Trải qua mấy lần suýt chết, tôi cũng biết trân trọng mạng mình hơn. Cho đến bây giờ hạt tràng vẫn ở trên cổ tôi. Còn chuyện về Linh, tôi cũng không biết đó là giấc mơ hay sự thật tôi đã trải qua nữa, bởi nó không thống nhất. Rõ ràng ban đầu là Linh đã lớn, em gái sinh ra bị bà nội ném chết, rồi bố mẹ Linh vì yêu thương con mà nặn búp bê từ tro của em gái. Tôi đoán có lẽ đó là mộng tưởng của Linh. Cậu ấy luôn mơ được lớn lên, có bố mẹ yêu thương như bình thường. Nhưng tất cả điều đó đều bị cái vỏ búp bê làm vặn vẹo đi. Cảnh cuối Linh cầm búa đập nát búp bê cũng chẳng phải là giết em gái mà là muốn phá vỡ thứ đang phong ấn mình. Tôi còn hỏi sư cô tại sao bé Lan muốn giết tôi. Sư cô nói rằng đó là đố kỵ. Tôi nhìn thấy cũng chẳng phải bé Lan nào cả, mà chính là bản thân Linh. Cậu ấy đố kỵ. Tôi được sinh ra và lớn lên, được kết bạn, được vui đùa, được chạy nhảy. Đó là điều cậu ấy mong muốn có mà không được. Linh thật sự muốn giết tôi. Đố kỵ là gốc rễ của tội ác. Người hay ma đều không ngoại lệ.